Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel Trảm Game. Jimnit là vị tướng thứ 73 của Liên Quân vượt mắt chúng ta. Vị tướng này có giá bán giảm giá là 379, giá chính xác là hơn 500. Đây là một cái giá khá đắt đó anh em ơi. Vậy thì vị tướng này có đáng mua hay không? Rất nhiều fanpage, rất nhiều nhóm Liên Quân đang thảo luận về vấn đề này cực kỳ sôi nổi. Và em muốn chứng minh sức mạnh của Jimnit qua video này. Đó chính là các thí nghiệm sẽ giúp cho chúng ta chứng minh được rằng Jimnit liệu có đáng mua hay không, và chúng ta có nên bỏ ra một cái lượng vàng và quân huy để chuẩn bị sắm vị tướng này. Cùng ép chứng minh ngay với các vị tướng cực kỳ mạnh ở phiên bản hiện tại nhé. Nào bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta đối đầu với Arum, một vị tướng siêu khống chế, có thể nói là gần như khống chế tất cả. Các bạn có thể thấy được rằng Jimnit hoàn toàn không bị khống chế bởi Arum. Nếu các bạn khởi động chiêu cuối trước, hoàn toàn không thể bị hủy bỏ chiêu cuối và hoàn toàn có thể sử dụng chiêu thức dù Arum tấn công. Thật tuyệt vời đúng không nào? Đây chắc chắn là một vị tướng khắc tinh của Arum. Tại sao tôi nói vậy? Anh em nhìn nhé. Đây, khi mà Arum chó trước chúng ta có thể sử dụng gì? Nhưng mà Arum bị mất máu, mình lại hồi máu, đồng đội thoải mái đánh vào mình. Chúng mày cứ thoải mái đánh vào tao đúng không nào? Arum lại mất máu, Arum lên bảng điểm số, còn các bạn có chiêu cuối đúng không ạ? Các bạn có chiêu cuối, các bạn được hồi máu. Đây là khắc tinh số 1 vị tướng Arum, tôi dám chắc như vậy. Tiếp theo là đối đầu với Badum. Badum với khả năng chôn tất cả, chúng ta cùng xem là Jimnit liệu có tránh được các pha chôn quá kinh người này không. Hiện tại là mình chưa kích hoạt nhé, thì lập tức bị chôn và chúng ta phải hóa giải được. Vậy thì chờ đón, liệu chúng ta khởi động chiếc cuối trước, liệu Badum có chôn được hay không? Đó mới là lời giải của chúng ta muốn chờ đón nhất. Khởi động chiếc cuối nào. Đã khởi động và bắn ra được 3 hạt, nhưng mà rất tiếc là bị Badum chôn. Vậy là xem ra Jimnit là khắc tinh cứng của vị tướng Arum. Đối thủ mất máu, còn ta lại hồi máu. Nhưng mà rất tiếc gặp lại Badum thì rất là khó để mà chơi đúng không nào. Đừng quên rằng Badum là một trong khắc tinh của Arum. Và Badum lại tiếp tục là một kẻ chôn sống Jimnit. Quá khó chịu. Ôi chà ôi chà, quá gắt rồi anh em ạ. Cứ bị chôn như này, mặc dù là Badum phải là một tướng quá được hot và trọng dụng, nhưng mà xem ra khả năng chôn của anh ta có thể giải quyết được Jimnit. Đối đầu với Alice thì sao? Khả năng cầm lặng của Alice có thể hủy bỏ rất nhiều chiêu thức và đặc biệt không thể chúng ta thu nhiều được. Vậy chúng ta cùng xem nào. Rất tiếc là Alice với cầm lặng không thể làm gì được vị tướng Simnet của chúng ta gì cả. Vậy là chúng ta vừa chứng minh được sức mạnh của Simnet có thể miễn khống được tất cả khả năng khống chế đáng gờm chúng nào, trừ cái khả năng chôn khống chế cứng của Badum là rất là căng và chúng ta có thể làm gì được. Thì tất cả vị tướng khác và chiêu thức khống chế khác, Badum hoàn toàn có thể giải quyết một cách êm đẹp luôn. Đó chưa? Cơm lạng hoàn toàn không có tác dụng với vị tướng Jimnit của chúng ta. Thật tuyệt vời đúng không nào? Vậy là chúng ta có thêm một cái lý do để mà nên mua vị tướng Jimnit này rồi. Sức mạnh Jimnit không phải dạng vừa đâu, mọi khống chế đều vô tác dụng với anh chàng này, trừ một số khống chế điển hình. Đối đầu với Annette sao? Chúng ta đã biết chiêu cuối của Annette quá đáng gờm. Quả thực rất đáng gờm anh em ạ. Chiêu cuối của Jimnit có thể hất tung bạn, mặc dù là không thể phá hủy chiêu thức của bạn, nhưng có thể hất tung bạn ra nơi vị trí khác và khiến cho chiêu cuối của bạn không còn tác dụng lên các chủ lực được. Đây là một cái khả năng hơi bị khám lọ đó nhé. Rồi. Như vậy là các bạn đang trong tầm có thể tấn công chủ lực đối thủ đúng không ạ? Nhưng mà các bạn lại bị Annette hất ra, quá khó đúng không nào? Vậy thì để mà test được vị tướng Jimnit này trong khi các bạn không có tiền, các bạn hãy tải ngay cái trình duyệt mà mình muốn giới thiệu cho anh em để mà có thể tải về và sử dụng. Tải bản máy chủ thực nghiệm và test ngay vị tướng Jimnit này nhé. Để tải được trình duyệt Nook Browser, anh em lên Shop Play và search đúng tên nhé. Nook Browser. Chắc chắn anh em sẽ tìm ra khi mà gõ đúng cái tên này. Đây là một trình duyệt web tuyệt vời mà mình giới thiệu cho anh em để có thể tải Liên Quân ha. Đó chính là trình duyệt web nhanh chóng và an toàn. Chúng ta sẽ ấn bấm nút tải và sau khi tải về, chúng ta lập tức mở lên ha. Đó chính là Nook Browser, giao diện và hình ảnh quá đẹp mắt anh em ơi. Rất là nhiều người đang sử dụng và đánh giá cao. Đây, giao diện quá tuyệt vời anh em ơi. Giao diện gọn gàng, sạch sẽ. Ở giao diện này, anh em có thể thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định như là Google, Yahoo hay là Bing. Bây giờ tôi sẽ test cho anh em ha. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần Google. Ta chọn phần cài đặt, lựa chọn công cụ tìm kiếm và chúng ta lựa chọn Google cho mặc định nhé anh em ơi. Chưa? Vậy là chúng ta để mặc định là Google đó. Quá tuyệt vời đúng không nào?
Ngoài ra anh em còn rất là nhiều chế độ như là chế độ ẩn danh, chế độ tàng hình, quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ search cái máy chủ nghiệm để mà tải về test cho anh em ha. Bây giờ liên quân mobile máy chủ thử nghiệm đó, anh em search như vậy thì mới ra nhé. Sau đó chúng ta bấm vào máy chủ thử nghiệm và chúng ta lựa chọn gì nào, chúng ta lựa chọn tải file APK anh em ơi. Đây, giao diện quá tuyệt vời anh em thấy chưa. Trước khi làm gì, Node Browser đều hỏi chúng ta để mà tránh bị điều hướng từ các trang hoàn toàn đấy chưa. Loại tiệp này có thể gây hại cho thiết bị của bạn. Node Browser hoàn toàn cảnh báo cho anh em mức an toàn ở đâu, giúp cho anh em tránh ấn vào các trang không cần thiết. Nhưng đây là máy chủ thử nghiệm, chỉ vậy nó hiện là hoàn toàn bình thường, chúng ta cứ tải về nhé. Ngoài ra điều quan trọng hơn, ở trang Node Browser này còn giúp anh em chặn quảng cáo cơ. Tức là anh em đọc truyện hoặc là xem phim hay bất kỳ điều gì, Node Browser sẽ giúp cho anh em chặn quảng cáo. Một cái ứng dụng và trình duyệt tuyệt vời đúng không nào? Em sẽ để link ở phần mô tả và ở đầu comment. Anh em đừng quên tải máy chủ thử nghiệm và tải trình duyệt Node Browser về sử dụng và sử dụng nhiều hơn, chia sẻ cho bạn bè nhé. Sim Nick có khả năng đi siêu đường tốt hay không thì chúng ta không phải nói nhiều, tại vì đây là vị tướng tanker kiêm đấu sĩ thôi anh em ơi. Ở trong cuộc chạm trán này mình gặp vị tướng đó chính là, ai được biết được đúng nào, cô nàng Emily. Đây là một quả bom hơi xịt một chút của nhà Frank. Thực ra Emily mạnh nhưng mà chưa đủ tầm để mà có khả năng trở thành hot pick ở trong phiên bản này. Tại phiên bản này người ta trọng dụng các vị tướng sát thủ cơ động hơn rất nhiều, hoặc là các khả năng đầy lẻ và cơ động tốt. Còn Emily điểm yếu chính là khả năng cơ động hơi tù một chút đúng không nào. Anh em mình thấy được rằng wow, rất là hên cho Emily. Simnit có điểm hay là gì, đó chính là chiêu thức của hắn ta khá là cơ động. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì anh em chỉ cần sử dụng chiêu thức vào nơi có nhiều mục tiêu, các bạn có thể có ngay đó chính là khả năng, đó chính là cây đổ. Với cây đổ các bạn có thể vượt địa hình, có thể tấn công cái quãng đường rất xa. Khi bạn tấn công người đó thì chỉ cần một cú thôi, một cú đó thì cây đổ ngay. Quá gắt đúng nào? Ai bảo là Zimnit không cơ động nào? Nếu mà Zimnit cộng thêm chiêu cuối có thể khiến anh chàng này kích hoạt ngay chiêu thức cây đổ ở chiêu thức thứ nhất này, giúp cho Zimnit có thể vượt qua các địa hình nguy hiểm. Chiêu thức cây đổ rất quan trọng đối với Zimnit, tại vì đây là chiêu thức cơ động duy nhất của anh chàng này. Nhưng mà chiêu cuối lại là chiêu thức sống còn của Zimnit. Khi các bạn hết máu hoặc là năng lượng, các bạn có thể vào bụi cỏ đúng không ạ? Sau khi các bạn thoát khỏi giao tranh, các bạn sẽ được hồi phục cả máu và năng lượng trong 5 giây và có thời gian hồi thì cũng khá khá thôi. Mọi chiêu thức tấn công vào lính quái thì chỉ được 1 điểm, nhưng mà các bạn tấn công vào người thì được 2 điểm. Do đó các bạn có thể hồi phục ngay cái chiêu thức cây đổ rất nhanh đúng không ạ? Đây, 2 điểm đúng không ạ? Rất tiếc là chúng ta chọc hơi sai một chút. Nói chung đây là một vị tướng có thể gọi là khống chế rất nhiều anh em ơi. Khống chế từ chiêu 1, chọc một cái làm chậm các bạn ơi. Chiêu cuối chúng 8 đợt thì bị làm choáng nhé, và có thể bị làm choáng liên tục. Đó, quá gắt đúng không nào? 20 mấy đợt cái cây non cơ mà. Quan trọng hơn cái cây đổ của anh em có thể dùng để mà hất tung đẩy và choáng. Nói chung là không thể gọi là hất tung được đâu, chúng ta thể gọi là đẩy mà thôi. Đây, bụp. Rất tiếc là cái vòng của cái tay ôm là một cái khả năng khống chế ha. Khi các bạn sử dụng chiêu 2, mục tiêu có 2 đối thủ trở lên, gọi là sao ta, mục tiêu có lính quái hoặc là tướng địch 2 người trở lên sẽ gây làm choáng và gom đối thủ vào trung tâm, tiện lợi cho việc các bạn chọc và ngoáy hơn đúng không nào. Đây, chọc cưng cái nhẹ, sử dụng chiêu cuối để mà miễn khống chế và hồi lại lượng máu cho anh em. Ngoài ra còn khả năng gây lượng sát thương theo phần trăm máu, và đương nhiên rồi, hồi phục cho Simnet rất là nhiều theo phần trăm máu của hắn ta luôn. Như vậy nếu các bạn lên một chút đồ nửa công nửa thủ thì hoàn toàn có thể sử dụng vị tướng Simnit này. Ok, một điểm hay đó chính là mà rất nhiều anh em đang gặp phải, đó chính là không chịu đọc trước tâm điểm tướng. Một điều quan trọng mà tất cả mọi người đều cần phải biết được rằng mọi vị tướng mới ra mắt các bạn đều nên và buộc phải thực hiện, đó chính là đọc tâm điểm tướng. Không xem tâm điểm tướng ở trên YouTube thì nên đọc tâm điểm tướng ở trên các website, hoặc là vào các vị tướng đó và đọc chiêu thức chính xác 100% ha. Để các bạn biết được rằng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng đúng không nào. Và ở trong trận đấu này thì mình đối đầu với thanh niên Emily có khả năng hồi phục rất tốt từ chiêu thức 1 anh em ạ. Mình thì có khả năng hồi phục rất tốt từ chiêu cuối và kích hoạt rất nhanh cái chiêu thức cây đổ từ chiêu thức 1 của chúng ta. Đấy chưa, chúng ta cây đổ nhé, đấy ùn đầy luôn.
dụng chiêu cuối để vừa hồi phục lại vừa khống chế đối thủ quá gắt đúng không nào. Anh em nhìn thì cái lượng sát thương nó gây ra không quá đáng kể, nhưng mà người ta gọi là tích tiểu thành đại đó anh em ơi. Lượng sát thương sẽ gây ra nó nhiều và đặc sắc hơn. Sát thương chủ lực từ Simlit tôi có thể chắc chắn rằng đó chính là từ chiêu thứ 1 và chiêu cuối. Chiêu 2 kèm khả năng khống chế diện rộng khá ổn. Chiêu 1 chủ yếu là khống chế theo đường thẳng anh em ơi. Ngay cả ở trong hiệu ứng cây đổ thì đều khống chế theo đường thẳng, giúp cho Simnet ngoài có khả năng tấn công và ùn đẩy xa thì hoàn toàn vị tướng này có khả năng vượt địa hình rất tốt. Các bạn thử tưởng tượng đến cái viễn cảnh đó chính là Simnet có chiêu thức cây đổ đúng không ạ? Các bạn sẽ ùn vào khi mà đối thủ quá mất nhiều lợi thế, các bạn sẽ ùi vào đúng không ạ? Sử dụng chiêu 2 để gom chặt và sử dụng chiêu cuối để mà khống chế liên tục. Và tuy nhiên rồi sau khi các bạn sử dụng chiêu cuối xong, các bạn vừa được lớp sáp rất dày và có khả năng hồi phục cực kỳ bá đạo. Tôi sẽ chứng minh cho anh em ha. Đây, tôi đánh vào trụ đối thủ và bị mất máu nhiều để mà tôi sẽ lùi lại và sử dụng chiêu cuối để mà chứng minh cho anh em rằng Simnet có khả năng sử dụng chiêu cuối và hồi phục ra sao ha. Đó chưa, cái chiêu thức 1 của hắn ta với khi kích hoạt được cây đổ sẽ giúp cho Simnet rất là nhiều công việc đó. Đây, hồi phục nhé. Đây, hồi phục mắc kinh điển luôn ạ. Mắc kinh điển luôn anh em ơi. Nếu các bạn lên các trang bị giống như là phù chú trường sinh được tăng 20% tỷ lệ hồi phục, khả năng hồi phục thì càng bá đạo hơn nhé. Đấy, Emily ở trong trận đấu này thì hắn ta cầm cái phép bổ trợ được chính là hồi máu. Nếu không pha rồi thì hắn ta chắc chốt lên bảng điểm số rồi anh em ơi. Quan trọng là cách lên trang bị ra sao mà thôi. Tôi có thể biết được chắc chắn rằng Emily này là không biết lên trang bị, thành ra là tôi mới có được cái thế trận ngon như vậy thôi. Đây, bất chấp lưng trụ ạ, bất chấp lưng trụ, tôi hồi phục như điên, hồi phục như một cái máy luôn anh em ơi. Quá gắt đúng không nào. Có một cái điểm cần phải chú ý khi các bạn sử dụng chiêu cuối đó chính là ở trong một giây đầu tiên khi các bạn kích hoạt, các bạn có thể bị hủy chiêu nhé. Tức là ở trong một giây đầu tiên ấy, các bạn kích hoạt có thể bị hủy chiêu nếu mà gặp phải khống chế. Nó cũng giống như các vị tướng khác như là Pena vậy thôi, người ta ghi là chiêu cuối không thể bị khống chế, nhưng mà ở trong một giây đầu tiên nếu mà không may bị đối thủ khống chế, các bạn có thể bị mất chiêu cuối. Đây, nhìn thanh niên này định ám sát chúng tôi này đó, chưa quá gắt luôn. Anh em có thấy cái biểu tượng cái tấm khiên ở trên cái trụ kia không ạ? Tức là khi các bạn có tấm khiên này, tức là ở trong vị trí đó không có lính, và khi đó ở trong trụ nó sẽ có một cái lượng sáp ở mức cao nhất. Đây, tôi sẽ chứng minh cho anh em ha, để xem là cái trụ cuối này nếu có thể bị hủy hay không. Mình hy vọng rằng thanh niên này có thể làm cho mình bị hủy trụ cuối. Đây, bật trụ cuối. Rất tiếc là thanh niên không kịp để mà sử dụng chiêu 2. Đây, hồi phục rất là bá đạo anh em ơi. Cái này người ta gọi là hồi phục còn bá đạo hơn cả ở trong bụi luôn. Ở trong trận đấu này thì chỉ cần nhờ vào chiêu cuối thôi là mình có thể áp đảo hoàn toàn vị tướng Emily rồi, và hoàn toàn mình chẳng cần phải chui trong bụi làm gì cả. Thực chất ở trong việc đi đường ấy thì mình cảm thấy nó đi cũng rất ok. Vị tướng này có thể đi ở đường nào? Đó là câu hỏi rất nhiều anh em thắc mắc. Theo mình thì nên đi solo đường rồng. King Kong của nó mặc dù là có chiêu thức cây đổ nhưng mà hơi lù đù, nên chỉ có thể đi đường rồng mà thôi. Đó là review qua và thí nghiệm về vị tướng Simnet này. Cảm ơn anh em đã xem video này. Vừa đừng quên để lại like, xem video và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Goodbye, see you again. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay, và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.